À, các bạn ơi, hôm nay đây đội quân nhà mình ơi, đấy, đang đi đến nhà hàng để ăn sinh nhật của Quyên à. We're going to restaurant. Yeah, lạnh quá. Ui, chỉ có hôm ơi có là chu thấy có là lạnh ơi là lạnh luôn đấy các bạn ạ. Bây giờ bọn mình vừa mới đi học xong và bây giờ đang trên đường đi bộ tới nhà hàng để ăn sinh nhật của Quyên nhá. Và bây giờ các bạn hãy cùng với lại tụi mình đi tới nhà hàng nhá. 안녕하세요. 안녕하세요. Hàn Quốc, Hàn Quốc. Lạnh quá, chuẩn bị đến Noel rồi nên là ở đâu cũng trang trí Noel này. Bày bán này. Đấy, cửa hàng hoa sắp đến Noel nên người ta bán nhiều những cái này á để mọi người có thể trang trí. Wow, và come in về school. Đây là cái phong tục cái này. Khi mà có sinh nhật thì đến nhà hàng ăn mà đặt bàn nói là sinh nhật thì bao giờ người ta cũng sẽ đặt một cái lá cờ của nước Đan Mạch nha các bạn. Đấy. Chỉ cần nhìn thấy cái lá cờ này là mọi người sẽ biết là sinh nhật nha. Ở bên trong nhà hàng này. Đấy. Toàn là Philippines thôi. Có mỗi mình là người Việt Nam thôi. Trời ơi. Nhưng mà người Việt Nam, người Philippines cũng là lá giờ giống kiểu người Việt Nam ấy. Chào, yeah, đấy. Mọi người trông nhá. Cũng là lá giống kiểu Việt Nam đúng không? Đấy, và chủ nhân của bữa tiệc hôm nay đây. Đói quá các bạn ạ. Sau giờ học là 1:30 xong bắt đầu đi đến đây mất khoảng nửa tiếng. Và bây giờ thì vào được ăn này, sushi này. Đấy, wow. Before doing egg special sushi nu. Special do egg sushi. Later. Ok. Hi my. Bây giờ xin mời mọi người hãy ăn cùng với mình nhá. Wow. Lâu lắm rồi không làm video ăn đồ ăn đúng không ạ? Anh vừa cũng sẽ biết ngủ gì cân hả? Sao bình ơi nha, xuống xuống đi nhà nào. Trước là mình không ăn đồ sống. Nhưng mà từ khi mình làm YouTube về các bạn và dạo gần đây thì bắt đầu mình mới học ăn sushi nó cá hồi. Cá hồi sống ở bên trong này. Thì hôm trước mình có ăn thử. Ăn rất là ngon. Wow, không bị đau bụng.
Chính vì vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn. Và thực sự rất là ngon các bạn. Mọi người ngồi ăn cứ nói tiếng Philippines đi, còn một mình nói tiếng Việt Nam chả ai hiểu. Wow. Good. Đây là miếng sushi cùng với lại nhân trứng cá. Ăn nó chua chua, ngọt ngọt, rôn rốt, xong lại cay cay nữa. Wow. Ngon quá. Lại đói nữa chứ. Yeah. Vừa mình ăn sushi, còn bây giờ thì mình sẽ ăn cánh gà này. Vịt các bạn ạ, đây là thịt vịt nhé. Và đây là thịt bò. Ngô, rồi đỗ, rồi là đây là mực chiên nhé các bạn ạ. Nó cắt khoanh ra. Wow. À, ăn cái này thì phải ăn dĩa. Thì pizza gaffe me canoe không ăn được đũa nữa. Đũa là vừa ăn sushi thôi các bạn. Mình ăn chấm cùng mấy cái nước chấm ấy. Nó chung mà làm ăn. Chua chua ngọt ngọt cay. Ngon lắm. Đang ăn còn phải chụp ảnh. Cái luôn America. Hay đấy. Không ngọn bay mấy bà là không không ngọn nong tìm cái class kasi hindi kita magaling sa montiko. Natatakot ako. Win na. Yung sasabak sa super. Smell and Medenda. Kasi baka magbabalik ako sa also chili. This sweet. Hindi. It was good for. Bigyan ka naman ng chance. Then, meron silang ano yung chili sauce. Add to this piece of salmon, then their sauce. Nó chua chua ngọt ngọt, xong nó lại cay cay, nó chỉ vừa tới, rất là ngon. Mahirapan ako ma-anto. Nahirapan ako pag may R, pag may L. Mọi người cứ nói bằng tiếng Philippines à. Mình chả hiểu. They foster egg by his snack on. Snack on spoil. Then spoil then spare. Yeah. Say then utsel. Yo. Ala man is the. Problem là utsel. 6 months. Anh đừng nên tin đi hả? Đây là miếng thịt bò. Nhưng mà hơi đập đũa nè. Ako là kasi Pilipina. Sabi din niya na siya nga lang siya puro na yung classmate niya. Kung advantage lang talaga. Okay ka ba? Tinatas ko na pero hindi, mamamatay ako. Kay. Puro ano ba? Mahihiya ka kasi. Lalo yung iba pa mga bata pa na mga nasa 20, 25. Nakuda eh. Wala silang ano. Sila-sila lang. Kasi parang wala lang kasi sa kanila eh. Dali. Sobrang dali na sa kanila yun kasi ano pa nila, spo pa nila, tapos tayo i-a-adapt pa natin yung tayo. Spo, tapos yung sa pero ano to, sa shine and shimmering tayo sa Đây là mực người ta cắt ra xong bắt đầu người ta chiên lên đấy các bạn. Thế thì nó một siguro yun pasok dito. Hindi kasi naka ano siya, naka pinta siya. Oh, masarap matulog. Sarap matulog sa labas. This is how I got naman sa ulo. Pinapatulog din nila sa labas kasi masarap ang ano. Yeah, ma. Pinatulog ko sa isang kwarto. Bus nung chamin, bad bus, kanda ko, sa kaniki ka. Hala. Muski di ko. Every 15 minutes na naman. Bang, os na. Naghahanap. Đang nói chuyện à? Ở Đan Mạch ấy, trẻ em ngủ thì cho ngủ bật xe đẩy xong để ở ngoài trời lạnh. Hầu như mọi người toàn cho ngủ ở ngoài như vậy thôi. Ayo talaga. Đấy, đang ở bên trong này nhưng mà con thì ngủ ở ngoài trời để xe đẩy á. À, hầu như người Đan là người ta toàn cho con ngủ ngoài trời như vậy thôi các bạn. Ngủ lại còn sâu giấc nữa chứ. Ganon-ganon siya sa akin. Ang kinuha ko na. Maya-maya. Trời rất là lạnh. Mga launan yun. Mặc đùm bọc.
Nahanap ko. Ano ba yun? Mama. Ken hun snack ano? Din dah tak ken hun snack ano? Yeah, hun mama. Yeah, hun siya fa fa. Bây giờ mình sẽ ăn tráng miệng nha. Đấy, bánh đấy các bạn ạ. Với lại ít nho và uống một cốc cacao này. Ô, no quá rồi. Ni papang dyan. Bánh này người ta làm cùng với lại cà rốt. Cà rốt. Yeah. Can da du. Gulo ko. Gulo gulo. Yo di ha. May salamun ha. Nay. Ăn bánh với lại uống cà cao tráng miệng. Sang tayo sa sarap sila. Hindi ko pa, hindi ko wala akong masyadong type sa mga Danish na kumakain. Lugaw man to day. Matamis lang na lugaw. Siguro pag lugaw yan day na may ano yung asin tsaka yung ano may yung chapurado na sa atin, kakainin ko yan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hindi pwedeng balik na rin eh, ma'am. 35. 35 ka na? Parang kaedad lang kita. Kaedad lang kita. Mà bây giờ đến tiết mục bóc quà đây. Yes. Open Lila, the store. Okay, open mic. Hindi ka mag-start so small. So big. Start from small. Big, so big first. Oh my God. What? Oh my God. Tikot. Men's can bag la. Parang ayaw magpabukas nito. Ayaw niyo ba? Happy when you open the Zoe gift. Hindi daw pwede. Pwede, fahang. Fahang, ha? Yes, for the... I think it... Do you addict it? Yeah. Wow. Come here, let's see. See? Wow. Versace. Ano ba, paano ba to sabihin? Versace. Lại giống như là quảng cáo ấy. Ê, the reclaim hay là ba? Nào, thôi được rồi. Đấy, quà của mình mua tặng bạn đấy. Còn bây giờ đến quà của bạn khác đây. Mình khuyên sao mà thân đỏ. Si an may bigay na siya. Si quét. Also perfume. Ha? Maylene and Matilde. Happy birthday. Also perfume, ha? Yo. Yeah. You know, this is my collection. I like it. Wow. Yeah. Wow. Elska perfume. Oh yeah, I collect many things. I collect many. Okay. Chulika. Also perfume? No, I don't think it is perfume. Trời ơi, mọi người toàn mua nước hoa tặng thôi. Lipstick. Nay. Wow. I don't have mascara. What? Nah. Mascara. And now, yeah. Make up. Thank you. Thank you. Wow, thank you. Nay, oh, joy. Actually, bibili dapat ako ng mascara kasi ubos na 'yung mascara. So, tawang tama kilay ito, no? So, thank you. So, do so, I'm a perfume. Yeah. I have this one, but it's already finished. So, I need this one. I like the smell of this one also. Okay. Tulika. I have it. Rồi, she's so happy. This one I don't have, so I need this one also. Ayan naman. Yes. I like so, Wina, no, where are they? Scan duta perfume no do go in school. Mary Ann, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Vừa lấy làm màn bóc quà xong và đấy, đây là tất cả những Edenok à hiền. Đấy. Ni hao ma. Đấy là tất cả các bạn đi học. Sau giờ học là đến đây. Ê. Sau giờ học thì đến đây để tổ chức sinh nhật cho Win ạ. Đấy. Và bạn ấy vừa mới bóc quà xong và bạn ấy đang rất phấn khởi và hứng thú với lại cái nước hoa, toàn là nước hoa là chính của các bạn ạ. Đấy. Say bye đi. Tạm biệt đây. Thank you. Yeah. School. Ni hao. Ai sẽ ít không phải kỹ nữa. School. Con phải chơi bài. Tắt. Bạn lắm khi nào bây giờ mong Yeah. So finish. Ok. Tạm biệt đây và thôi. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Bye bye.